Tuyệt vời quá các bạn ơi, may mắn được thỉnh một vài khúc cành nhỏ nhỏ này về để thỏa cái sáng tạo của mình từ những cây mà nghìn năm như này. Trong ngày chúng tôi đến thăm cụ cây dã hương nghìn năm tuổi và đã có may mắn được ngồi trao đổi và trò chuyện với bác thủ từ Nguyễn Viết Nên. Bác là người trông nom đình Viễn Sơn và cây dã hương này đã suốt gần chục năm qua. Cây dã hương thì có tán rất là rộng và vào cái mùa chút lá thì cho một cái lượng lá khô rất là nhiều, nên người dân xung quanh đây thường hay đến xin về để làm nhang đốt hoặc là làm gối ngủ. Vì tương truyền là khi mà ngủ lên trên cái gối và gối đầu lên thì sẽ có được một cái giấc ngủ nó rất là sâu và cũng sẽ tốt cho sức khỏe. Và một số những cái cành cây khô gãy cũng được bác gom lại để sau đó là làm thành những cái vòng tay đấy rất là thơm. Thì cũng nhân trước đó mấy ngày có cái những cái buổi trời mưa thì có một cái cành cây đó bị gãy xuống và cũng được bác chặt nhỏ và cắt vào gốc nhà. Thì tôi cũng mạnh dạn là xin hỏi ý kiến của bác có thể là cho cháu được thỉnh cái cành cây này về, vừa ngửi hương thơm, vừa cầu lấy may mắn, bình an, mà lại nếu có thể thì chế tác một cái tác phẩm gì đó vào đây thì sẽ nó cũng sẽ là thật là ý nghĩa. Vừa rồi đọc mấy cái này là to nhất, lớn nhất. Vâng, thì thôi cũng chẳng có... Mình không mong cây gãy. Vâng, mong đúng cây rồi. Mong cây làm gì, mong thì còn nó có thế nào dùng thế, thì lại mong cây gãy đi. Mà đúng rồi. Còn bây... mong gãy mà ông ấy thích đâu, không thích đâu. Cháu chỉ tiếc mỗi cái là nếu như bây giờ mà để không như này ấy, thì nó chưa phát huy được hết giá trị ông ạ. Về có thêm bàn tay với cái sức sáng tạo của hội cháu thì nó sẽ tạo ra nhiều cái câu chuyện và lại, tạo ra nhiều giá trị hơn. Và may mắn là được bác Nên tạo điều kiện và cho chúng tôi thỉnh cái cành cây gãy này. Nên tôi đã thắp hương xin các cụ, xin thành hoàng, xin cụ cây với một cái khoản cung tiến rất là nhỏ, cũng vừa là giúp các cụ có kinh phí để duy trì mà lại vừa có cơ hội để chúng tôi có thể là biến một cái gốc cây nó không bị lãng phí khi mà còn để ở góc nhà. Và cái cảm giác mà lần đầu tiên được cầm một cái cành cây lên tới 1.000 năm tuổi khiến tôi rất đỗi là vui mừng. Và nhất định chúng tôi sẽ thả hồn vào tác phẩm này để tạo nên một cái tác phẩm vừa đẹp, vừa ý nghĩa, vừa xứng đáng với một cái phôi gỗ nghìn năm tuổi. Các bác hãy chờ xem nhé.